Cho nên là hơi run. Ảnh chuẩn bị kỹ lắm, ảnh chuẩn bị hồi nãy giờ là nửa tiếng rồi mà ảnh chưa ra được trong thời gian chờ đợi. Xin quý vị chịu khó lắng nghe Thanh Huyền gửi đến quý vị danh sách để ủng hộ donation trong buổi tối hôm nay. Tiệm nước Thanh Dầm Kapramata $300, cô Ngọc Linh $200, anh Kiệt Domi Future $200, chị Diệu Anh Mẩy $100, Chép Cúc Bảy Thọ $300, tiệm vàng Kim Thâu $2000, chị Diệu Hỷ $50, chú Trung Tài công ty Liên Hiệp $1000, anh chị Nhung Phương Capra $50, chú Trí La Kem Ba $100, chị Tri La Kem Ba $100, chị Nguyệt Fusio $50, Bảo Phúc Lăng Viên Kim Viên Ngô $200, ảnh danh $500, anh Huỳnh Kapramata $100. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho những tấm lòng từ thiện trong buổi tối hôm nay ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Dạ thưa chị, xin quý vị cho Thanh Huyền một giây ạ. Đúng vậy thưa quý vị, xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của tất cả quý vị dành cho những người kém may mắn trong chương trình đêm nay. Cầu nguyện Chúa ban nhiều phước lành, ban nhiều bình an đến tất cả quý vị và gia đình. Thưa quý vị, thì trong danh sách mà Huyền vừa đọc qua, Lê Vũ thấy nổi bật nhất vẫn là tiệm vàng Kim Thâu gửi cho chúng ta chương trình 2000. Và tiệm vàng Kim Thâu không những chương trình này mà bất cứ những chương trình từ thiện nào, Lê Vũ cũng nhận thấy tiệm vàng Kim Thâu ở Kapramata ủng hộ cho những chương trình này từ thiện đầy ý nghĩa như thế này. Cầu nguyện ơn trên, cầu nguyện Chúa ban nhiều phước lành đến gia đình tiệm vàng Kim Thâu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, thì trong suốt chương trình hôm nay, ban tổ chức sẽ đi lớn tình bạn quý vị, mời quý vị mua những vé số để ủng hộ và những giải thưởng rất là đặc biệt nha quý vị. Kính thưa quý vị, và có một vị thân nhân rất là đặc biệt mới vừa ngoắt Thanh Huyền xuống, và anh chị là radio fashion của Kapramata muốn trao cho tổ chức của chúng ta một cái số tiền nó rất là giá trị, và em xin mời anh chị bước lên sân khấu ạ. Vâng, xin quý vị hãy dành cho anh chị đây vô Fashion Kapramata một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, buổi tối hôm nay từng bước đi là từng bước đi của yêu thương, từng lời nói là từng lời nói của yêu thương, từng lời ca là từng lời ca của yêu thương. Nếu như có điều gì không vừa lòng, xin quý vị hãy vì tình yêu thương tha thứ cho chúng tôi. Vâng, thưa số tiền này quá lớn cho nên cho phép em được mời một linh mục lên để nhận nè. Con xin mời cha Peter Tống Duy Thịnh của dòng Thánh Thể đến từ Melbourne lên nhận một tấm check trị giá $10,000 từ Daniel Fashion Kapramata thưa quý vị. $10,000 thưa quý vị. $10,000 chúng ta nuôi sống được bao nhiêu người nghèo khổ, bao nhiêu người rách rưới, và có thể là làm cho được biết bao nhiêu người từ mù cho tới biết chữ, đến trường học và có cơm ăn áo mặc. Vâng, chân thành cảm ơn. Yeah, cha cầm giùm con nè, con không dám cầm, chưa bao giờ con cầm $10,000 hết thưa cha. À vâng, và bây giờ cha đưa cho con thì con cầm. Em xin chân thành cảm ơn anh chị. Thưa anh chị, em nói một chút xíu. Thưa quý vị, tình yêu và lòng trắc ẩn đó là điều thiết yếu trong cuộc sống. Nếu như không có đó, thế giới không thể tồn tại. Đó là lời của Đức Tập Lai Lạt Ma. Từ bi phải đi liền với trí tuệ. Nếu như không hiểu, chúng ta không thấu. Không thấu, chúng ta không cảm. Và không cảm, chúng ta sẽ không yêu thương. Đó là lời của Đức Phật. Còn Đức Giêsu Kitô của chúng ta trên 2000 năm nay, biết bao nhiêu giáo điều, bao nhiêu quy luật và giới răn đều quy về hai chữ yêu thương mà thôi. Vâng, hôm nay không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc. Và có thể đây là lần đầu tiên anh chị đến với một chương trình. Em là cái người công giáo tổ chức, nhưng em không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, khoảng cách không gian và thời gian. Và kính thưa quý vị, trong suốt thời gian hành hương 28 ngày đêm, Thanh Huyền đi và quay trở về chưa bán được một tấm vé nào hết. Thanh Huyền khóc ngày và khóc đêm. Thì bỗng dưng một cuộc điện thoại gọi cho Thanh Huyền, đó là cuộc điện thoại của chị Kim. Và một cuộc điện thoại theo như Thanh Huyền biết rằng là chồng của chị Châu Huyền biết, trong danh sách, trong danh bạ điện thoại không có tới 20 người. Có nghĩa là chị dành thời gian để làm những chuyện khác, chứ chị không dành thời gian rỗi rãi để buồn. Nhưng mà Thanh Huyền may mắn được chị gọi điện thoại tới và biết được rằng tối hôm nay Thanh Huyền tổ chức cái đêm dạ tiệc này. Chị sẽ tự nguyện
đến để giúp em. Đó là ý Chúa. Thanh Huyền tin chắc 100% có Chúa và có Phật. Bởi vì trong lúc Thanh Huyền đang thống thiết thì Thanh Huyền nhận được một cái lời an ủi từ chị. Và bây giờ Thanh Huyền dừng lời cho anh Vũ đó, anh Vũ. Vâng, thưa quý vị, nãy giờ Thanh Huyền nói rất là hay. Nhưng mà một điều quý vị nên biết, đây là gia đình của Daniel Fashion. Thưa quý vị, tại Khép Ramatha, tất cả chúng ta đều biết Daniel Fashion ở Khép Ramatha. Thì quý vị muốn cho những chương trình từ thiện có được sự ủng hộ đắc lực hơn nữa thì quý vị càng nên ủng hộ Daniel Fashion tại Khép Ramatha nha quý vị. Mời quý vị đồng hành với Daniel Fashion. Đôi giày Huyền đang đi mà cái áo Huyền đang đi là từ Daniel Fashion nè, đẹp không? Anh Huyền rất là xấu nhưng hôm nay mặc màu này lên người đẹp vì lụa. Có hai tiệm giày Daniel Fashion, tiệm quần áo thời trang Daniel Fashion ở Khép Ramatha. Nếu như quý vị là những cái người mà tối hôm nay hiểu được cái tấm lòng của anh chị anh Triều và chị Kim thì xin quý vị nếu đến tham gia ủng hộ đó, đừng đi đâu cho xa, mất tiền xe lửa, mất tiền taxi. Anh chị là người cúi xuống ban từng đôi giày khi Huyền tới đó để mua giày. Và từng đôi giày như vậy lời chưa biết được 2 đồng, 3 đồng hay 5 đồng, nhưng hôm nay có 10.000 đô la. Em biết là mồ hôi nước mắt của anh chị rớt ra rất là nhiều. Người giàu thì bình thường, nhưng người vừa giàu vật chất vừa giàu tấm lòng rất hiếm. Vâng, một lần nữa em xin đại diện cho ban tổ chức Truy anh chị xin cảm ơn chị. Cảm ơn Thanh Huyền. Thưa quý vị, và bây giờ một tiếng hát mà quý vị đang mong đợi. Tiếng hát bay đến đây từ rất là xa. Mời quý vị dành một tràng pháo tay cho tiếng hát giọng dạt dào ngọt ngào yêu thương của ca sĩ Mỹ Hiếu với nhạc phẩm Ủ Ơi. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào ca sĩ Mỹ Hiếu.